Từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Phú Lương triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ. Khi phát hiện vi phạm sẽ cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông. Khi xử lý các phương tiện chở hàng quá trọng tải này phải bắt buộc hạ tải mới cho tiếp tục lưu hành, tiến hành xác minh làm rõ chủ phương tiện là tổ chức hay cá nhân vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.